Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ anh chị trận cờ hay. Trận đấu của vua cờ gừng Lữ Khâm và loạn chiến vương Hồng Chí. Trận này thì Lữ Khâm cầm đỏ đi tiên, còn Hồng Chí cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.将军。将军。
Quân. Chang Jun. 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 Chang Jun.
Chăng chuyên. Chăng chuyên. Chăng chuyên. Chăng chuyên. Chăng chuyên. Chăng chuyên. Chăng chuyên.
将军。将军。将军。将军。
将军。Trên đây thì Hồng Chí đã buông cờ nhận thua. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.